tạo trang muốn dùng, chọn Edit. Question on current pages. Nhập câu hỏi vào mục 1 và di chuyển sang Question Type để chọn loại câu hỏi và nhập thuộc tính phù hợp. Với dạng thang đo Likert scale, có thể dùng để đánh giá mức độ tự tin confidence. Sự đồng ý agreement hoặc đánh giá khác. Ví dụ ở đây câu hỏi là mức độ hài lòng với 5 mức khác nhau thì ta chọn Gentrick 5. Và câu hỏi dạng này thì không có đáp án sẵn, không cần nhập nội dung và các phương án trả lời. Option 1, Option 2. Chọn mức thời gian, giây, tùy thuộc độ khó của mỗi câu hỏi. Cuối cùng, chọn Done để hoàn tất.